Chào bà con nha. Hôm nay lại đi ăn ngoài trời này. Thời tiết xuống còn có 12 độ thôi. Anh em đi ra ngoài trời đi ăn nên gión vui. Ở trong bên trong nó lạnh quá. Ngoài trời có than đốt lửa này, nướng thịt này. Đây là cá hộp này. Đây là cá mà đây bún mì nướng này. Đang bên trong nó còn nhét cả cái rau thơm vào. Ngoài thì nó nướng thịt đây. Mấy miếng thịt với nướng ớt để cho nó làm chéo. Ngày bọn tôi ăn ngoài. Trời lạnh còn có 12 độ thì không biết ở bên Việt bên nhà không biết bao nhiêu độ, bên này chỉ còn 12 độ, nhiều khi đêm về chỉ còn có 7-8 độ này. Cho thằng Von nó đi làm chèo đi, đâm chèo đi. Xin mù coi, khoai ao mang bị tay xăm ni bà. Nói khoai anh bà. Thế nhà thôi. Làm cái chèo rồi nè mọi người. Tại tuần biển một mình còn lín cũng cây này. Mì, tuần lè hồn lè nè. Được ẩn và màn trên biển phùng rồi. Lạnh lắm mọi người ạ. Ôi, bún mì nó phao thế à bà. Lạnh chưa? Mình nào đấy mà. Sang này nói cái gì cũng chuẩn. Ủng hộ nhà lọ. Bố mang cả nhà lọ. Lương lọ. Bố mang cho họ khác nên mà hết kinh gì đấy. Để đi khác một kinh gì bên này đây. Lớn mới ươn đi. À hát là bớt lọ. Nha. Đi. Chúc cầu phương đi. Ô, cái vội. Đi nào. Còn lăng nào rồi. Ăn trông ngoài chơi nè. Nếu mà rồi còn nướng mực nữa nè. Mực anh Thành anh cho rồi. Ngon. Thịt lợn mới nướng xong ăn ngon. Cháu đang nhìn tập biển này. Nó kinh không nhiều ạ. Thở không mẹ. Thở không tốt mẹ mà. Cá rô phi nướng này mọi người này. Bỏ ít muối bên ngoài. Hồng nướng ngon lắm. Đó. Chào tới rồi. Biết cho chèo ạ. Được cả chèo. Cần. Nào. Con xe vào. Con viện vào nó xưa phải xưa con viện mình đi mình cho cái mì đấy con viện ok. À thế này nhân nay ăn kiểu này ngon nhỉ. Bộ ơn hùng mà kín cao để mà kín bằng kín là mà kín là hồn nhà này hồn cao hồn ồ vòn là tầm mấy mắn khạt mẹ này nhỉ các cơ hũ hết chèo một hết à. Bên các bài này chèo hết một hết à. Hôm nay là quê. Ngồi. Sao đi xác quân nó nên nó. Hiện đang hiện ở Việt Nam hiện cái này. Đó là. Chính chính. Vivo Oppo. Vivo Oppo Huawei.
Ngon mọi người. Mẹ ăn đúng ăn ngoài trời. Bây giờ lại đi chơi chỗ này, sáng mai nữa nhóm lửa đây xong thì ăn ngoài trời đấy. Nhà này vui nhỉ. Ít người vui. Ít người vui. Cá hộp lấy đâu á? Tao. Papon neo gì sai? Tạp bọn này nào ơi xài. Mấy lần đi. Từ hôm chắc. Tao có bò sư này vậy. Nhàng vô. Ở đây, khá hút con nữa. Tôi hơi miếu đi chín. Nào nơi. Bên đây đi. Đi mẹ bắt chắc. À. Mất lượng. Không có nữa. Bắt đầu cắn. Khrap. Hàng ngân mông mán. Bà bị hết đó. Bà sẽ bị nhăn hơn này, cần hết. Bà đi mất khắp, bà sẽ bị. Bà hoa treo mất lượng này. Tao bọn hết treo vào hết nè. Tao bọn hết treo nè. Treo xếp rồi. Bà đi mất xếp bà này. Bà xếp bà. Cái cái mồi bà đó, bà phong bà mực. Cái cái. Cái cái này nè. Cái nó không có bà. Lên xin đặt chỗ. Lên cái 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 cái. Đây phải nó bự mà 3 cm đó. Tao. Tao 3 cm, sữa, sữa. Nè, anh sẽ xong đây có. Nào được. Bữa này sẽ mất lại á. 3 cm mất nên là xong. Mất nên nó. Hát cái khoan phố của bà đây, ao bà đây là gần kiếp. Chào bán 5,000 không? 5,000 cờ thế này. 10 giá. 10 giá nữa. Ừ, cái mình trả đây hết rồi. Mấy hả? 5,000 giá không? Như vậy 10 giá. Chào bán 5,000 là 20,000 là 10 giá. Mấy hả? 1,000 không? Khăn kinh thì kinh này 10,000 mình bảo. Khăn bó giác mất rồi. Khăn sao tôi điều, tôi điều. 5,000 nữa. Mấy hả? Mấy sao 5,000 nữa? Khá bẻ. Mực khô. Khủng hả? Nướng ăn với xôi. Chắc chỉ có bên Lào nhỉ. Bên sao chân là nướng ăn với xôi chứ nào. Người này 10 phần. Đó 2 phần 2 phần 5 phần 10 phần. Nghe là 12 trẻ kính này. Đây 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 đây. Số lần này có xe 10 phần cả đây. Đây 20 phần này. Sao làm tổ hướng gần thế. Chứ này 20 phần mà. Sao? ช่องโตคือกันบ่แม่นช่องโตคือกันมีช่องโตมีช่องโตเฮาพาดกันออกคึกแล้วก็เฮาขับคึกอะไรออกมาคึกนะฮะอะไรมีปลากับปลาหมึกเนาะเฮาใส่พาดใส่พาดแล้วออกปลาหมึกกับปลาออกได้เออออกแมวเฮาก็ไปเออแม่นแล้วก็จุละเดี๋ยวจะปั้นน่ะคนไล่แม่ได้เนาะห้าสิบพันป่ะแม่บุญเจี๊ยบอ่ะโอ้เขาเสียเขาเอ็ดอ่ะแม่เข้ารุ่นมักดีนะเออนะเขาหย่อให้เขาใส่เลยโอ้ยตอนคอลินเขาก็ได้เลยให้ยงคำมัดเขาไอ้สัตว์ป่าเขาออกยงคำเมาหรือมาเขาออกไก่ยงคำเมาหรือมาลินน้ำคอยดีเสียมัดไม่มีแค่ประมาณเออขึ้นยังอยู่ป่ะไปแล้วเหรอไม่เอาแล้วมันเที่ยวกันแล้วแม่ค่อยมีแล้วเขาทุกคนพวกนั้นเขาไป
เอามันลงยังลนมากันแล้วมันอะไรได้ทราบกันแล้วเฮ้ยเขาเบิดตูเลยนะเฮ้ยเขายุบเลยอ่ะในข้าวข้าวกลางนี่ระดับมืออ่ะมือเงินลิ้นไปหาซื้อมันได้เท่าไหร่ป่ะได้ให้มันจะได้ห้าแสนห้าแสนเลยหนึ่งกินซื้อมันบ่สองแสนห้าหรือสองแสนห้า